cái chương trình này nó có ý nghĩa rất là đặc biệt đối với học sinh sinh viên. Các chương trình đã mang lại cho các em là những cái tri thức rất là lớn trong những cái cuốn sách đổi đời. Qua đó các em học rất là nhiều điều, từ những cái kiến thức của nhân loại, từ những cái kinh nghiệm của những người thành đạt. Tụi em cũng rất là cần cái chương trình này. Chương trình này là có thể là nó giúp ích cho tụi em sau này là tụi em có thể là ra trường, tụi em có thể là bắt tay vào khởi nghiệp. Thật sự hôm nay khi mà nghe các thầy cô và bạn bè nói với em về hành trình này sẽ về đến trường mình thì em đã rất phấn khởi, rất hào hứng luôn. Thì em cảm thấy đã học hỏi, đã mở mang đầu óc của mình ra được rất là nhiều. Và đặc biệt là lại còn được hành trình tặng cho mình và các bạn những quyển sách rất là ý nghĩa, rất là có giá trị. Tôi cũng rất là tin tưởng với chương trình như thế này thì sẽ mang lại được rất là nhiều những cái giá trị, mang lại được rất là nhiều những cái điều mà thực sự bổ ích và củng cố cho hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia và hướng đến các bạn trẻ, bắt đầu từ những bạn học sinh sinh viên trên toàn quốc. Tự hào khi được đồng hành cùng chương trình Hành trình từ trái tim, cầm trên tay 5 cuốn sách quý của Ngài Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ đã cẩn trọng tuyển chọn dành cho thanh thiếu niên Việt Nam của chúng ta để rút ngắn được con đường thành công đến với những con đường mà lập chí khởi nghiệp cho tất cả các bạn. Trước đây đã biết qua chương trình rất là nhiều nhưng mà hôm nay lại có cơ hội được ngồi đây để giao lưu với rất là nhiều tất cả các bạn sinh viên. Và đây là một chương trình mà Nga nghĩ là rất là có ý nghĩa. Và đối với Nga thì hôm nay ngồi ở dưới nghe thì Nga lại học được rất là nhiều những cái điều rất là quý báu. Và được đến đây thì chia sẻ và được cầm trên tay những quyển sách, và nhất là quyển sách Bắc Nhân Tâm, một trong những quyển sách mà Nga băng bắt đầu đọc. Và cảm ơn chương trình đã cho Nga có một cái cơ hội như thế này. Mong rằng là cái chương trình này sẽ lan tỏa đến thật nhiều người, những sinh viên và thật nhiều trường nữa, để chúng ta được làm một chung tay làm một cái việc rất là có ý nghĩa này đối với tất cả những người trẻ. Và Nga nghĩ rằng tất cả những quyển sách của Tập đoàn Trung Nguyên như là một món quà gửi đến tất cả những người trẻ, và hy vọng chúng ta sẽ theo đuổi được nhé.